Bowtry, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Mình đang setup một bể cá, bên dưới mình sẽ đổ giá nền và bây giờ mình bắt đầu đổ nước vào hồ. Sau khi đổ nước xong, mình bắt đầu cho vào bể một máy lọc nước bio. Đây là một máy lọc nước dạng nhỏ. Sau đó mình thả mấy chú cá nhỏ vào hồ. Sau vài giờ đồng hồ thì nước cũng khá trong. Mình bắt đầu cho vào bể thêm một cục đá nhằm che đi cái máy lọc. Đang nhìn ngắm bể cá thì nghe tiếng ai gõ cửa, thì ra người ta đã giao tới cho tôi một bịch cá chình, hay mọi người còn gọi chúng là lương nhật. Mấy cục đen đen ở dưới đáy hồ là gì đây? Chắc trong quá trình vận chuyển tụi nó đã đi bự luôn rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ vệ sinh cho chúng nhé. Vài giờ sau, mình bắt đầu lấy trong tủ ra một cục trùng trĩ. Sau khi rã đông, mình thử đút cho tụi nó thử. Thật bất ngờ nó đã ăn mọi người ạ. Mình rất thích xem quá trình phát triển và lớn lên của chúng, nên mình đã đặt mua hai con khá là nhỏ. Chúng ăn được vài con thì lại không ăn nữa, mà cứ loay hoay tìm chỗ trốn thấy vậy. Mình sẽ bắt chúng bỏ chúng vào một hồ cá mà mình đã setup trước đó. Nhưng khi vừa được vào nhà mới, thì chúng liền tìm đường chui xuống đằng sỏi để tìm đường lẩn trốn. Cả hai con đều như thế. Trong bể này tôi đã đổ một lớp sỏi rất dày, nên chúng cứ thoải mái mà chui xuống dưới. Tôi dùng tay hốt nó lên chưa được bao lâu, thì nó lại kiếm đường mà chui xuống. Xem ra muốn nhìn ngắm chúng trên này cũng là một điều khó khăn đây. Những viên sỏi này cũng khá nhỏ, nên chắc không làm cho cơ thể của con lươn chảy xước. Giờ tôi sẽ bỏ trùng trĩ vào, cho nó ăn cho các bạn xem nha. Hình như con lươn nó cũng đánh mùi được là có thức ăn, nên nó đã thò đầu lên mà kiếm mồi. Đây là những con trùng chỉ đông lạnh, nên các bạn khỏi cần sợ nó chui xuống nền sỏi nha. Trong hồ này cũng có một ít cá nhỏ nữa, không biết mấy con lươn nhỏ này có hứng thú với bọn cá không nữa. Chỉ thấy nó ăn xong là chui xuống nền sỏi. Trong hồ dường như hai chú lươn chưa hề tồn tại. Chỉ khi tôi đút cho nó ăn như thế này thì nó mới chịu thò đầu lên thôi. Xem ra loài này chúng cũng khá là dạng người đó chứ. Có một con nó đang chuẩn bị thò đầu lên này. Xem ra chúng nó rất thích ăn trùng chỉ. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, bọn chúng vẫn thò đầu lên kiếm ăn. Nhưng khi nghe tiếng động hoặc tôi lại gần hồ thì nó lại tìm đường mà lẩn trốn. Vì vậy, điều tôi cần làm lúc này là xúc cái nền sỏi này ra, thay vào đó là một nền cát nhằm phục vụ cho quá trình nhìn ngắm và quan sát của tôi. Sau đó, tôi bỏ vô cho chúng một chiếc máy lọc bio. Tôi còn trang trí thêm một số phụ kiện để cho chúng có nơi ẩn nấp. 6 cái ống cống này, những loài chui rút chắc sẽ thích nó lắm. Ở giữa tôi còn để thêm một cái lu, nhưng khi thả con lươn vào bể thì nó cũng chui xuống nền cát để ẩn nấp. Tôi cũng bó tay với bọn này rồi ấy. Sau đó tôi nảy ra một sáng kiến, tôi sẽ vớt cát ra chỉ chừa lại một phần nhỏ, khiến cho chúng không thể nào chui xuống được. Nếu được thì mình vẫn thấy được chúng đang nằm ở đâu. Giờ thì chúng không thể nào chui xuống dưới cát được nữa, nên chúng sẽ nằm trên những cái ống thế này. Nếu không nằm trong ống thì chúng chắc chắn nằm ở cái lu. Nếu không nữa thì chúng đang nằm giữa hai cái ống. Rồi một ngày đẹp trời, con lươn nó lại chơi một trò mới, đó là chui vô lỗ của cái máy lọc nước. Các bạn nhìn mặt nó này, xem có đáng yêu hay không chứ. Mọi chuyện trở nên tẻ nhạt. Tôi bắt đầu mua thêm những khúc lũa. Tôi muốn tạo cho chúng một cái bể khác. Tôi cũng bắt đầu đổ nước, đổ cát nền vào. Sau đó còn trang trí cho chúng thêm hai thanh gỗ nữa. Còn đây là một cái hồ kiến nhỏ. Sau đó tôi bỏ vào trong hồ. Các bạn có biết cái ống này để làm gì không? Đây là cái ống nó sẽ thay thế cho cục sủi oxy. Nó cũng có chức năng tương tự. Tôi bỏ nó vô cái hồ kính nhỏ, sau đó thả con lươn vào bể. Một con thì nằm trong khúc gỗ, còn một con nó đang rất hiếu kỳ với cái hồ kiến nhỏ. Nó còn chui vô đây nằm nữa này. Giờ thì có nước ở đâu tôi cũng thấy. Quay lại cái hồ kính trước đó, hai con lươn giờ cũng đã suy nghĩ thoáng hơn. Chúng biết chui ra ngoài chơi nữa. Chắc chúng đang tìm hiểu và khám phá xem môi trường xung quanh bể như thế nào đây mà. Sau đó hai con lươn nó còn bơi la đà trên mặt hồ nữa. Nó cũng đang quan sát môi trường sống của tôi thế nào đây mà. Giờ tôi sẽ cho nó ăn thức ăn dạng hạt nha. Cái này là tôi đã ngâm nước nở rồi á mọi người. Để đảm bảo viên thức ăn nó chìm xuống đáy, các bạn thấy nó ăn ngon lành ghê chưa? Xem ra chúng cũng thích ăn thức ăn như này. Giờ thì tôi mới phát hiện ra,
ngay chỗ gần khúc ngọn đuôi của nó có một viền màu đen rất đẹp. Ở một diễn biến khác, mấy con lương cũ nó ăn thức ăn dạng khô rất ngon lành, nhưng mấy con lương ở hồ mới thì lại khác. Hầu như chúng không chịu ăn loại thức ăn dạng hạt này. Giờ tôi phải dùng đồ hút để hút thức ăn thừa của chúng ra. Sau đó tôi đút cho chúng một cục trùng chỉ, xem bọn chúng có ăn không. Nhưng thật lạ thường, chúng xem mấy con trùng chỉ này như vô hình vậy. Nó không hề muốn ăn chúng. Điều gì đang diễn ra đây? Ở hồ cũ tôi tiếp tục cho mấy con lương này ăn tiếp một loại thức ăn dạng chìm. Nó ăn rất ngon lành. Đây là một loại thức ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng. Nhưng ở hồ mới thì lại khác. Con lương này nó cứ suốt ngày nằm một đống, không chịu ra ngoài chơi. Thậm chí tôi đút cho nó một đống trùng chỉ, nó cũng không thèm ra ăn nữa. Không lẽ nó đang nhịn ăn để trị bệnh sao ta? Ngoài những hồ lương cũ ra, thì tôi còn có cho mình những hồ lương nhỏ như thế này. Giờ thì tôi sẽ cho con lương này ăn cho các bạn xem nha. Nó ra ăn chưa được bao lâu, thì lại tìm đường để mà chui vô ống lẫn chốn. Nuôi mấy loại này thì thấy đó mọi người ạ. Sau đó tôi lại tiếp tục lắp ráp một số ống nhựa nữa. Tôi đang trang trí cho vẽ những đường ống, vừa có tính thẩm mỹ và vừa cho mấy con lương nó ẩn trốn. Nhưng khi tôi bỏ con lương vào, nó rất nhanh chóng chui vào ống để ẩn nấp. Nhưng điều đáng nói ở đây là nó không chui lên cái ống màu trắng để tôi nhìn thấy nó, mà nó cứ bơi là đà, rồi lại chui xuống khúc dưới của cái ống nhựa, xem như công cốc rồi mọi người ạ. Giờ tôi sẽ gỡ mấy cái ống này ra để trang trí lại cho bể những cái ống tuyệt vời hơn nhé. Sau vài ngày đặt mua, thì số ống nhựa trong suốt cũng đã về rồi mọi người ạ. Giờ thì tôi bắt đầu lắp ráp chúng thôi. Rất nhanh chóng tôi đã hoàn thành được tác phẩm của mình. Giờ thì thả con lương vào hồ thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, con lương ngày nào giờ đã dài hơn cái ống này luôn rồi mọi người ạ. Sau đó tôi dùng một cục đá để dằn lên cái ống, không cho ống nó nổi lên mặt nước. Con lương rất nhanh chóng nó đã chui vào bên trong của cái ống. Giờ thì con lương có chui đi đâu thì mình cũng nhìn ngắm được nó rồi. Nó rất thích lại chỗ oxy bắn lên như thế này. Các bạn thấy thế này nhìn chúng cũng khá là thú vị. Các bạn có còn nhớ con lương ở hồ trước mà mình đút vuông không chịu ăn không? Giờ thì nó đã hoàn toàn ngã bệnh rồi mọi người ạ. Mình đã bắt nó ra một cái xô để thuận tiện cho việc điều trị, nhưng xem ra hơi thở của nó quá là yếu rồi. Biết nó có qua khỏi được chuyến này không đây? Con lương nó lớn rất nhanh. Nhưng rồi tới một ngày tôi thấy nó ngửa bụng. Trời ơi, chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Ha ha, thì ra nó chỉ ngủ thôi mọi người ạ. Sau một thời gian ở trong cái ống xanh thì tôi đã đổi màu cho chúng thành ống trắng. Giờ thì chú lương rất khỏe mạnh. Video các bạn đang xem được làm bởi HP Nguyễn và phát trên kênh YouTube HP Nguyễn, những loài sống dưới nước. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.